cao thượng. Nhưng các cầu thủ chúng ta không thi đấu thì chúng tôi theo điều lệ của ban tổ chức là tự ý bỏ. Khi chưa được phép của ban tổ chức chúng tôi sẽ xử thua. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện các cá nhân, doanh nghiệp, các nhà tài trợ cho giải thi đấu, kính thưa toàn thể các cầu thủ, các đội bóng tham gia và toàn thể nhân dân, chương trình thi đấu bóng đá mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão đã kết thúc. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ban tổ chức giải bóng đá mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tổ chức bế mạc và trao giải thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tại giải bóng đá năm nay. Về dự bế mạc và trao giải, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu huyện, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tuấn Anh, phó ban tuyên giáo huyện ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu xã, xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Quang Hưng, bí thư đảng ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban nhân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể, cán bộ công chức đài truyền thanh, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng tổ trọng tài và các cầu thủ trong 7 đội bóng đại diện cho 7 thôn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, tổ chức khai mạc và thi đấu giải bóng đá từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023 với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực, đoàn kết. Các đội bóng đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp từ những tình huống sút xa, đánh đầu, tình huống cố định, phối hợp nhóm. Chúng ta chứng kiến những nụ cười, niềm vui chiến thắng, có những giọt nước mắt và sự tiếc nuối. Song tất cả, giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết. Xin cảm ơn tất cả các cầu thủ, chúng ta đã cảm ơn các mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn xã đã có những đóng góp cho sự thành công của giải. Đặc biệt là cổ động viên các đội bóng đã cháy hết mình cổ vũ động viên cho các cầu thủ, chính họ đã đóng góp vô cùng quan trọng cho giải đấu thành công tốt đẹp. Chúng ta không thể quên các đồng chí trong ban tổ chức, công an, quân sự, y tế đã làm việc hết mình với tinh thần trách nhiệm cao tạo nên thành công của giải. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua kết quả giải đấu như sau. Giải nhất thuộc về đội bóng thôn 7, để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Giải 3 thuộc về thôn 3, để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Giải 4 thuộc về thôn An Sơn 2, để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Giải khuyến khích thôn Hoa Chữ, Tân Thịnh, Tiến Bộ và Trung Hiền. Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về cầu thủ Nguyễn Quý Tuyến, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng cầu thủ Nguyễn Quý Tuyến thuộc đội 3. Và sau đây chúng ta xin mời cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất nên nhận giải. Xin mời cầu thủ Nguyễn Quý Tuyến nên nhận phần thưởng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Hà, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, nên trao cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho cầu thủ Nguyễn Quý Tuyến. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Hà và cầu thủ Nguyễn Quý Tuyến.
Tiếp theo chương trình, sau đây ban tổ chức chúng tôi xin mời đội bóng thôn Hoa Trừ, thôn Tân Thịnh, thôn Tiến Bộ, thôn Trung Hiền lên phía trước để nhận giải thưởng. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Hà lên trao giải cho các đội đạt khuyến khích. Xin trân trọng kính mời bà. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, sau đây xin trân trọng giới thiệu thôn An Sơn 2 lên phía trước để nhận giải tư. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Hảo, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lên trao giải cho các đội đạt giải tư. Vâng, đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin mời đại diện của thôn Lâm, đại diện thôn Lâm lên nhận giải khuyến khích. Xin mời bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Đảng ủy viên. Vâng, và sau đây ban tổ chức chúng tôi sẽ trao giải ba cho thôn Đại Phú. Xin mời sau đây xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Hà. Ông xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà lên trao huy chương cho đội đạt giải ba. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Tiến Dũng. Xin mời các cầu thủ thứ tự đi, chúng ta sẽ nhận. Công ty trách nhiệm hữu hạn nên trao tiền cho các cầu thủ. Vâng, đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, xin mời các đội chúng ta quay lại vị trí ạ. Sau đây xin mời đại diện thôn 1 nên nhận giải gì.
Vâng, như vậy là phần 1. Như vậy là thôn 1 không có mặt. Tiếp theo chương trình, sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân lên trao huy chương vàng cho đội đạt giải nhất ngày hôm nay ạ. Vâng, đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hữu, giám đốc công ty xây dựng Bằng Ninh, nhà tài trợ chính nên giao giải thưởng cho đội đạt giải nhất. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Nam ủng hộ 1 triệu đồng, ông Tạ Phú Huy ủng hộ 2 triệu đồng, ông Nguyễn Hữu Bằng, công ty cổ phần kiến trúc xây dựng 1 triệu đồng, xin mời, trân trọng kính mời. Vâng, và sau đây vâng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Và sau đây xin mời ông Nguyễn Văn Hữu ạ. Vâng, và sau đây thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân xã, ông Tạ Văn Tâm, thôn 7, nhà tài trợ cúp nên trao giải cúp cho đội đạt vô địch ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời chúng ta hãy nâng cúp thật mạnh lên để đón nhận đi ạ. Vâng, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy, các cầu thủ đã nhận giải của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, các đại diện cá nhân, doanh nghiệp, nhà tài trợ giải đấu mừng đặc giải bóng đá mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân xã, cảm ơn các đồng chí đại diện đơn vị, các ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư, trưởng thôn, chi đoàn, các trọng tài, trưởng đoàn, huấn luyện viên, các cầu thủ, các nhà tài trợ. Xin kính chúc các quý vị đại biểu toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Thay mặt ban tổ chức tôi xin tuyên bố bế mạc giải bóng đá mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.